Mình là Dương Quốc Thịnh nha các bạn. Hôm nay mình sẽ dắt cho các bạn đi tới một cái gia đình có hai vợ chồng bị bệnh nha các bạn. Đây là khúc giữa của ra ngoài Vàm mới nha các bạn. Giữa ra ngoài Vàm của ngọn mộ. Bữa nay mình đi cho gạo từ thiện giùm cái người bạn nha các bạn, đi theo chân mình nha. Đó cái ngọn mộ nè. Trường An Nhơn nha. Đó. Kem dừa, kem đặc biệt. Nó trường này trường An Nhơn nha các bạn. Cái này ra ngoài đình nè. Đình thần nha các bạn. Ngoài Vàm có An Nhơn. Như trường mẫu giáo An Nhơn nha các bạn. Trường mẫu giáo An Nhơn, bây giờ mình đi đi ra theo chân mình nha. Đây cái này ra thuốc mà Vàm luôn, còn cái này là đền thần mùa u nha các bạn. Cái này là cầu này đi đi cũng ra ngoài Vàm mùa u nhưng mà bờ sông phía bên khu công nghiệp đó nha các bạn. Hai người á, cái nhà của Nhàn nói ra đâu khúc trên này nè, không phải cũng hai chồng cũng giống như bị bệnh dạ. Cái này là đình thần An Nhơn nha các bạn. Theo chân mình nha, bây giờ mình sẽ đi tới cái nhà người đó nha. Để mình cho mấy chục ký gạo nè, 20 ký gạo. Đó là cái cây sầu riêng đó các bạn. Cây sầu riêng mà. Cái sầu riêng này, cái ngọn ngoài mùa u nha các bạn. Đây mình sẽ tới nhà của cái anh đó tên gì? Ngà, Nguyễn Hữu Ngà. Ờ anh Ngà. Có phải Huỳnh Hữu Ngà? Ờ Huỳnh Hữu Ngà, anh lấy một cái túm này, viên túm này đi. Anh có cái chừng cụm như băng á, anh mở ra được. Ừ, thôi mở hả? Để đi. Cho hai tấm đi, chứ còn cho anh tấm là thấy đó thì nhà của anh Nguyễn Hữu Ngà hả? Huỳnh Hữu Ngà hả? Tại vì la la nó giùm anh nên cảm ơn giùm đi. À, cảm ơn anh bạn cầu chữ y. À, cảm ơn bạn cầu chữ y đã giúp đỡ cho cái anh Huỳnh Hữu Ngà. Huỳnh Hữu Ngà này. Tại vì anh nói thêm, anh nói giùm. Tại vì anh Huỳnh Hữu Ngà này cũng bệnh mấy năm nay mà anh cũng quên, không có nhớ. Chuyện vợ anh đâu rồi? Rồi vợ anh, vợ thì ngày hôm qua thì đang đi nhập viện bên Mỹ Tho. Nó cái đầu không được bình tĩnh. Còn anh ở đây thì khỏe không vậy? Còn anh Quỳnh Phủ Ngà này thì không có nhớ gì hết trơn, nhờ bà già nấu cơm nước rồi cho ăn. Chị sao? Vì là nấu cơm nấu nước cho ăn thôi. Thì trên đây mình cũng cảm ơn cái người bạn cầu chữ y của mình đã có 20 ký gạo gửi tới tới anh Quỳnh Hữu Ngà nha. Rồi thay mặt cảm ơn mấy nhà hảo tâm. Dạ.
Quên đó, anh Hình Quỳnh Hữu Ngà này là ở địa chỉ đâu anh nói giùm em luôn trên đây. Ở tổ 4, ấp Tân Phú, xã An Nhơn. Tổ 4 hả? À? Ấp Tân Phú. Ấp Tân Phú, xã An Nhơn. Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Yeah. Thì thôi mình cũng xin chào bạn nha. Yeah. Tại vì cái người mấy người bạn mà ở chợ Mùa U á, yeah, người ta chỉ để tại mình cũng làm vlog rồi, cái có người bạn cầu chí y đó mới thấy quê hương mình như vậy đó. Bạn cầu chí y gửi được 35 phần quà thì hôm nay mình cũng cho lần vậy đó anh xin lỗi anh tên gì á? Anh Thuận nha. Dạ, yeah, cảm ơn anh Thuận nha anh Thuận. Dạ sao rồi? Mình biết được đi là bệnh. Dạ bệnh gì? Bệnh gì nói cho anh ta quay lên. Bệnh giờ nó vậy á, vậy đó. Nói mà giờ vợ đi nằm bệnh viện rồi. Nói vợ nằm đi bệnh viện rồi, nói đi. Vợ đi bệnh viện bên Thơ Ủ, bên Tiền Giang. Ừ. Anh tên gì anh biết không? Tên Nhà. Anh ở xã nào anh biết không? Xã An Nhơn. Ừ. Hai chồng vợ thì nặng hơn. Vợ nặng hơn, mà vợ vô nước biển là nó dễ dụa. Ừ, đó là thì nó đâu có ấy đâu. Dạ. Trình bày thêm sao mà chị đem cơm cho nó. Thấy nó tội nghiệp, nó không biết gì đó chú. Nó biết nấu cơm không? Dạ không. Vậy là nó đói rồi, vậy nó làm sao? Đói có nhà má bên nấu mới qua cho nó ăn. Vậy nó chị là sao với anh Ngà này? Mà chị ruột. Dạ. Rồi ở sớm người ta thấy đi tù nghiệp, người ta nấu này nó kia, người ta bưng để cho ăn vậy đó. Dạ chứ cũng không đi sinh nữa. Không đi sinh, không biết. Vợ đi nằm bệnh viện với tâm thần mà cứ hỏi hoài, vợ tôi đâu, hỏi hoài vậy đó. Dạ. Đốc vợ nó đi đó. Dạ, phải đi nằm uống thuốc chứ. Bị bơ hỏng mình trong ngọn mù á. Mình đang quay chợ Mùa U thì người ta mới chỉ, mình mới biết rồi, sẵn mình có của anh bạn đó rồi mình lấy mình đưa giùm. Cô nói lại cái tình trạng hồi nãy là nó muốn ăn cơm vậy đó. Ăn cơm rồi cái cơm thiêu đồ nó cũng ăn đó, nó không biết. Vì sao nó đói bụng là nó vô nó kêu có gì ăn nấy hả? Có gì ăn nấy vậy đó, cái gì cũng ăn, có gì ăn nấy vậy đó. Đó. Thì vợ thì nằm bệnh viện bao lâu rồi? Nằm bệnh viện mới vài bữa nay à. Yeah. Nó cũng bị bệnh cũng một tháng mấy hai tháng nay rồi mà không có tiền đi á. Yeah. Ngày sớm liền cũng nó đạo ngay cũng cho. Mà bị bệnh gì vậy cô? Nó bị tâm thần hay gì? Thần kinh đó. Thần kinh á. Yeah. Bệnh viện tâm thần bị thôi. Dạ. Nó cũng ném vậy thôi mà tâm thần rồi. Tâm thần cái rồi. Ném về tâm thần rồi. Đi vậy đó, đi vô nhà rồi hàng ngồi nhà cũng được, đi ra đi vô tối ngày sáng đêm vậy đó. Đó nó trúng gió nè, rồi mới đi trên thành phố khám nói nó bị là khô não, chết não. Thành ra bởi vì cái bộ não nó không có còn nhớ được cái gì hết trơn. Dạ. Khô não. Con vợ giờ cũng không biết gì nữa. Giờ có mấy người đứa con? Có một thằng con một hả, thằng quen. Rồi mà thằng đó chết luôn, thằng con á cũng khờ nữa chứ không có lo được cho cha mẹ nó ha, không được tỉnh, không được lanh lợi như con người ta nữa. Nó hiền dạ. Rồi giờ nó nuôi mẹ nó rồi bà này là ai? Bà già chồng của ai? Bà già vậy sao là má của anh Ngà này hả? Má của anh Ngà này mà này à, mà ừ. Bà này bà 80 tuổi rồi. Giờ bà có nấu cơm cho anh Ngà ăn chưa? Vô bà ham đồ ăn cho nó. Sao bà còn phải ham đồ ăn cho nó nữa? Bà lãng tai, bà không có nghe nữa. Đó, vậy đó. Trời ơi, trong nhà trống rỗng chưa được 5 cái chén ăn cơm nữa anh em. Tụ nghiệp hai vợ chồng không. Rồi. Vợ đi tới luôn đường hoài, người ta thấy tụ nghiệp cho đồ ăn là phải kho sẵn đem lại chứ hai chồng không biết làm. Cũng như là phải làm cho phải nó làm sẵn là ăn thôi, chỉ có ăn thôi ha. Ăn thôi. Không biết gì hết, ai cho gì cái dầm dầm không biết gì hết. Cái này là lối sớm của cô Ngà này ha.
đi vô cái gặp cái la, cái đi vô cái đi ra gặp cái la, cái vậy là cô ngà này bị thần kinh, bị thần kinh, bị não mà. Này bị não, còn vợ thì bị chắc thần kinh quá, không biết nữa. Nhưng mà trước đó thì tỉnh tuồn lắm, hồi lúc mà chưa có gia đình á, còn gái rồi đó ha. Mới bị đây không ạ? Mới bị mấy tháng nay vậy? Tháng à. Không có khoảng thời gian thấy cô đó cô đi xuống cái tàu hoài à, tôi nói cái cô này là có vấn đề rồi đó, thấy ba rảnh lắm. Thử giải quyết là thấy là cô rảnh, thấy cô rảnh là biết rồi.